Gặp sự cố oái oăm vì trượt tay khi làm đẹp, Hoa hậu Đỗ Thị Hà lo lắng điều gì? Rất may là sự cố này của Đỗ Thị Hà không để lại hậu quả nặng nề, nên nàng hậu cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần vui vẻ. Mới ngày hôm qua, Hoa hậu Đỗ Thị Hà khiến nhiều người lo lắng khi cô đăng bức ảnh selfie cận mặt, nhìn thấy rõ một vết xước ở gần miệng kèm theo lời than thở tự dưng lại lấy dao cứa lên mặt. Sau đó, nàng hậu khi livestream đã kể rằng bức ảnh đó dùng filter nên vết xước nhìn đã mờ hơn so với thực tế. Chuyện là Đỗ Thị Hà dùng dao để cạo ria mép, vì trượt tay nên cứa luôn vào vùng da ở gần miệng. Tuy chỉ hơi đau một xíu, nhưng Đỗ Thị Hà vẫn lo vì khu vực này dễ bị thâm và để lại sẹo. Nàng hậu còn hài hước nói vui rằng vết xước ở ngay rãnh cười, nên không giải thích thì nhiều người sẽ tưởng cô đi phẫu thuật tạo rãnh cười. Nhiều người hâm mộ đã nhắn nhủ Đỗ Thị Hà hãy cẩn thận hơn khi làm đẹp, đồng thời an ủi rằng vết xước rất nông, chắc chắn sẽ sớm lành ra, còn nếu có sẹo thì cũng rất mờ. Chỉ cần nàng hậu chăm chỉ dùng thuốc trị sẹo là khuôn mặt sẽ lại mịn màng không có dấu tích gì của vết xước. Dù đã kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam, Đỗ Thị Hà vẫn rất bận rộn với lịch trình chụp ảnh, tham dự sự kiện, trình diễn thời trang rồi chấm thi nhiều cuộc thi nhan sắc. Nàng hậu vừa hoàn thành trọng trách thành viên ban giá cùng tìm ra những thí sinh xuất sắc nhất. Top 3 cuộc thi này được khán giả hết sức đồng tình, cho thấy Đỗ Thị Hà cùng Lương Thùy Linh, Tiểu Vi cũng rất có kinh nghiệm quan sát thí sinh để tìm ra những gương mặt nổi bật nhất. Và dù có bận rộn đến đâu, Hoa hậu Việt Nam 2020 luôn xuất hiện với gương mặt tươi tắn, rạng rỡ đầy sức sống, cho dù thực tế cô bị đau lưng, thiếu ngủ. Chính tinh thần làm việc chuyên nghiệp ấy khiến nàng hậu ngày càng được yêu quý hơn.